Chào anh em. Clip hôm nay mình thực hiện thì đây là một cây bộ S11 zin. Đi zin luôn. Chưa móc luôn. Đây. Để mình bật đèn lên. Lại là còn vách trong nhé, chưa móc. Đây, cổ 34, cổ inox size 27, 30, inox 304, chỗ này hàn đồng. Hàn đồng để nối với cổ này. Các bạn hàn bình thường, nếu mà hàn bằng điện sẽ không được nha. Hàn điện là nó không dính. Inox xịn là không dính. Còn inox và kẽm inox 201 thì dính. Chắc chắn là dính rồi. Bát này là off-spec các kiểu này. Off-spec. Bát zin vẫn còn. Bát zin để đi ốp zin. Treo bô. Cái này cũng có treo bô luôn. Vẫn phong cách cũ. Vẫn treo bô giữa. Bô này gọi là Lenkeng Spen. Này dính ít sơn trắng. Không sao. Hey, chưa móc, chưa lủng, chưa ấy luôn. Đây cả chắc xe nó bị té gạ cả này, mọt tí không đáng kể. Với lại ngay chỗ này đấy, thế là chân cột càng thắng với chân phù hợp sau này là nó bị cả tí. Không sao, này nhìn xa là ok hết liền. Đó. Mình có bán luôn cây này nha. Mình tính đi lại cây móc. Không ốp spike, không ốp thì hết. Không ốp đi luôn. Cổ này cổ 34, cổ lệ inox 304. 550. Lưu ý là đã tháo tiêu trong này nha. Đã tháo tiêu. Tiêu dài tầm là đã thiệu tháo nha. Không bị dụng tiêu, không bị gì luôn. Còn thêm ốp spec các kiểu. Ốp. Ba miếng ốp này. Còn ốp mình không bán nha. Là 700. Rưỡi. Bôi tình trạng là ok. Ốp này ốp zin. Ở video trước mình có quay cho các bạn xem đấy. Trong này có mã các kiểu ốp zin. Hàn bát ốp spider hết mấy chục ngàn rồi. Cái cổ này đó gần 200.000 này. Hàn 50.000 này. Thợ làm này. Còn chỗ này mình tự thiết kế này. Nữa. Chung là 750 với một cái bô này rất là rẻ, hợp túi tiền anh em. Về anh em chỉ cần mua bát spec và ốp đít này là xong nha. Gắn lên xe C110 New Zin, không phải chế cháo lại. Bây giờ mình sẽ cho nghe tiếng bô nhé.
cảm giác lọt gió luôn. Dùng đây đó, đây là cây bô S11 zin test nha, quên chưa cho các bạn xem mã đây, Yamaha 55P này, hơi mờ xíu. Đợi xíu mình sẽ tháo ốp ra cho các bạn xem thế nào. Mình đã tháo xong rồi, tháo ốp xong đấy, ốp zin này vẫn còn nha, bát của ốp zin vẫn còn, cũng như cây S11 móc 54 kia vẫn còn này, bát zin vẫn còn. Mình chỉ hàn thêm ba chỗ để bắt thôi. Chỗ này là mình bắt vào đây luôn, ốp nhỏ bắt vào đây và tới đây. Nói chung là cao bằng cái này nên là không bị cháy nha. Ốp đít thì cũng vậy. Nói chung là ít zin. Cây này nặng tầm 4kg. Anh em mua hàng vui lòng chuyển khoản cho mình nha. Link Facebook mình để dưới mô tả. Mình đã làm video thế này, làm kênh thế này thì các bạn đừng lo mình lừa đảo. Mình làm ăn uy tín, ok. Đây, mình báo luôn nha. Không ốp, 650. Ốp, 750. Cổ này cổ Inox 304 nè. Rồi, mình lấy cái 500 thử cho. Đây, đây là một viên 500 này. Đó, 500 hút này, đấy. Bây giờ mình thử chỗ cong này, là chỗ cong này mất tính inox nha. Người ta uốn là mất tính inox nên là nó dính, đấy. Còn chỗ này này, chỗ này đi. Chỗ này, chỗ cong cong phên không dính, đấy. Chính xác là inox nè, không dính này. Đó, giờ mình dí vào luôn nha. Đây, cổ này. Đấy, mình thả ra nó rớt này. Bỏ chỗ này cũng vậy. À, rớt đi. Đấy, rớt. Chỗ cong này là mất tính inox nên là hút nha. Chỗ cong này, chỗ thẳng này rớt, nó chỉ hút được chỗ cong thôi, còn chỗ thẳng này không hút, là không hút. Chỗ này hút này, chỗ này hút này, còn đồng này hút không, đồng hút luôn kìa. À, chỗ này nối hai chỗ này hút chắc rồi nè, không hút luôn. Mình không nói xạo các bạn làm gì, cổ inox xịn nha. Mình báo giá lại luôn, full nguyên cây, cổ 304, bát giữa, không ốp, đã hàn sẵn ốp spec, không ốp đít, 650, ốp đít, ốp spec, đây. B6A này, đấy,
Opsin này. Opsin luôn này. Ốp thái, ốp này miếng nhỏ ốp thái, ốp này ốp gì. Đó. Cái nào của đó thôi các bạn. Các bạn đã xem đến đây thì nhớ bấm like và đăng ký kênh ủng hộ mình. Đừng quên để bật thông báo để xem những video khác. Còn bây giờ thì link mô tả bên dưới, link Facebook dưới mô tả. Các bạn xuống đó kết bạn với mình và inbox với mình.